Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chia sẻ chi tiết về cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2019 ở Paris, Pháp. Phát biểu tại cuộc họp báo gần đây, ông Zelensky cho biết ông Putin từng kêu gọi ông hợp tác để chấm dứt cuộc giao tranh ở vùng Donbass. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ chi tiết cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2019 ở Paris, Pháp. Cuộc gặp riêng diễn ra bên lề hội nghị bộ tứ Normandy ở Paris và có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức khi đó là bà Angela Merkel. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 25 tháng 2, ông Zelensky cho biết, Ông Putin từng kêu gọi ông hợp tác để chấm dứt cuộc giao tranh ở vùng Donbass trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vào tháng 12 năm 2019. Cuộc gặp này diễn ra chỉ vài tháng sau khi ông Zelensky đắc cử chức Tổng thống Ukraine và là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Putin và ông Zelensky. Theo ông Zelensky, ông Putin đã liên tục nêu ra vấn đề ngừng bắn ở Donbass. Ông Zelensky nói, ông ấy liên tục nhắc lại ý tưởng ngừng bắn, nhưng chúng tôi đã thấy điều gì xảy ra với ý tưởng đó. Nó tồn tại được vài tháng, sau đó chúng tôi lại bắt đầu chịu thiệt hại. Tổng thống Zelensky nói rằng, ông không nhớ các thông tin chi tiết về cuộc gặp, vì ông cảm thấy như thể nó diễn ra ở một thế giới khác, nơi mọi thứ đều khác. Khi đó, ông Zelensky đã bày tỏ sự hoài nghi về các thỏa thuận Minsk do chính phủ Ukraine ký với phe ly Khai ở Donetsk và Lugansk. Ông Zelensky vào thời điểm đó cho rằng việc các bên rút quân khỏi đường liên lạc như hiệp định không diễn ra hiệu quả. Ông Zelensky đã cho ông Putin xem dữ liệu, cho thấy việc thực thi thỏa thuận Minsk là quá ít ỏi và quá chậm chạp. Ông nói, tôi cho ông ấy thấy rằng với tốc độ như vậy, chúng tôi sẽ mất 20 năm để rút hết quân. Điều đó có nghĩa là cuộc xung đột ở Donbass sẽ đóng băng trong nhiều năm. Ông Zelensky cho biết, ông Putin đã tìm cách thương lượng trong một thời gian dài liên quan tới thỏa thuận Minsk trong cuộc họp báo gần đây, ông Zelensky còn nhấn mạnh ông Putin không muốn kết thúc cuộc xung đột này. Tình hình hiện là như vậy. Trong một diễn biến khác, ông Andriy Yermak, tránh văn phòng của Tổng thống Zelensky hôm 25 tháng 2 cho biết Ukraine và các đối tác nước ngoài có thể mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình trong tương lai để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 2 năm theo các điều kiện của Kiev. Theo ông Yermak, Thụy Sĩ sẽ tổ chức một hội nghị để thảo luận về triển vọng hòa bình của Tổng thống Ukraine Zelensky và kế hoạch có thể được chuyển cho Nga trong cuộc họp thứ hai một ngày sau đó. Tổng thống Zelensky lần đầu công bố kế hoạch hòa bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 năm 2022. Kế hoạch kêu gọi khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và rút toàn bộ quân đội Nga. Kiev từng khẳng định sẽ không đối thoại với Moscow cho đến khi toàn bộ quân đội Nga rời khỏi lãnh thổ Ukraine. Điện Kremlin cũng cho rằng hiện tại không có cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine một đoạn video về trận chiến không cân sức ở ngoại ô làng Rapotino nằm ở vùng Zaporizhia đã được đăng tải trên Facebook mới đây. Theo đó, bốn chiến binh thuộc tiểu đoàn Maori thuộc lữ đoàn 3, vệ binh quốc gia Ukraine đã chiến đấu chống lại ba đơn vị thiết giáp APC BTR-82 chuyên chở bộ binh Nga ở ngoại ô làng Rapotino. Đoàn thiết giáp Nga đang di chuyển tới Rapotino để tiếp viện cho quân đội Nga vốn đang cố gắng tiến công để giành lại ngôi làng này từ tay quân đội Ukraine. Liệu đoàn 3 của Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết, chiếc APC đầu tiên bị nổ tung do chúng mìn chống tăng TM-62, chiếc thứ hai bị trúng tên lửa, chiếc thứ ba đưa bộ binh Nga tới và tham gia một trận giao chiến với quân phòng thủ của chúng tôi. Bốn vệ binh Ukraine được hỗ trợ bởi các cuộc tấn công bằng súng cối, pháo binh và máy bay không người lái của các đơn vị khác cuối cùng đã có thể đánh bại đoàn tiết giáp của quân đội Nga. Cần lưu ý rằng các thành viên của vệ binh Ukraine đã bị rất nhiều vết thương trong trận chiến này và hiện đang được điều trị. Được biết, quân đội Nga đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công tích cực gần Raportino vào tháng 2 năm nay. Mục tiêu của lực lượng Nga là giành lại quyền kiểm soát khu định cư đã được quân đội Ukraine giải phóng vào mùa hè năm 2023. Giọt tranh dữ dội đang diễn ra ở Raportino. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Ukraine tuyên bố họ đang giữ vững phòng tuyến. Theo các giới chức quân sự Ukraine và nhiều nhà quan sát, trong những ngày gần đây, lực lượng Nga đã mở nhiều cuộc tấn công xung quanh làng Raportino. Quân đội Ukraine cho biết lực lượng nước này đã ngăn chặn nhiều cuộc tấn công của Nga, mà trong đó Nga đã tung số lượng lớn quân và xe bọc thép vào các trận đánh này. Các bản đồ nguồn mở về tình hình chiến trường cho thấy, Nga đã đạt được những lợi ích ở rìa phía Tây và phía Nam, làng Rabotino. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Washington, Mỹ cho rằng, lực lượng Nga đã tiến tới vùng ngoại ô phía Tây của ngôi làng Rabotino. Trước đó, ông Dmitry Likhovy, người phát ngôn của lực lượng Ukraine chiến đấu trong khu vực này, nói rằng có vẻ như Nga đã đặt mục tiêu đạt được một số thành công ở ngôi làng Rabotino và lên kế hoạch cố gắng chiếm nó. Ông tiếp tục thông tin rằng tình hình ở làng Rabotino rất căng thẳng, quân Nga đang tấn công rất dữ dội. Các cuộc tấn công vừa qua quanh Rabotino xảy ra khi lực lượng Nga chiếm thành trì chiến lược Adipka, cách đó khoảng 160 km về phía đông và tấn công các vị trí của Ukraine ở bờ đông sông Dnep, cách làng Rabotino hơn 370 km về phía tây. Các nhà phân tích quân sự cho rằng những cuộc tấn công gần như cùng lúc này được Nga thiết kế để gây áp lực trên khắp chiến tuyến, nhằm làm suy yếu khả năng rút lui và bổ sung quân của Kiev, buộc lực lượng này phải dùng đạn dược vốn đã cạn kiệt để chống trả. Trong một bài xã luận đăng tải trên báo The Guardian, cây bút bình luận Seoul Quốc Cờ viết: "Xã hội Ukraine đã kiệt sức vì xung đột." trong khi sự giãn nứt và đình trệ trong viện trợ quân sự của quốc tế đã dẫn đến tình trạng thiếu vũ khí, đạn dược nghiêm trọng của Kiev ở tiền tuyến. Ngoài ra, hầu hết người Ukraine hiện không sẵn lòng tán thành ý tưởng về một thỏa thuận hòa bình, vì tin sẽ có rất ít cơ chế buộc Nga phải tuân thủ thỏa thuận đó và sẽ có nguy cơ chỉ cho Moscow thời gian để bổ sung lực lượng tái tập kích Ukraine. Tại cuộc họp báo vừa qua, ông Zelensky đã nhấn mạnh những vấn đề cần đặt cược trong năm tiếp theo. Người đứng đầu Kiev nhấn mạnh, năm đầu tiên chỉ là sống sót, sống sót hoàn toàn. Năm thứ hai là kiên cường, kháng cự. Năm thứ ba sẽ mang tính chất quyết định. Đây là một năm đầy thử thách từ bên trong lẫn bên ngoài. Ông Zelensky thừa nhận, phần lớn tương lai của Ukraine phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài, đặc biệt tình hình chính trường Mỹ. Ông Zelensky bày tỏ, thời điểm quyết định sẽ là cuộc bầu cử ở Mỹ và khi đó chúng ta sẽ có thể hiểu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đánh dấu lần gần nhất Tổng thống Ukraine dường như công khai thừa nhận khả năng cựu tổng thống Donald Trump tái đắc cử vào Nhà Trắng có thể trở thành thảm họa đối với Kiev. Về gói viện trợ khổng lồ của Washington đang bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ do vấp phải sự phản đối từ Đảng Cộng hòa của ông Trump, ông Zelensky chỉ nói: "Tôi chắc chắn sẽ có một quyết định tích cực, bởi vì nếu không, điều đó sẽ khiến tôi tự hỏi chúng ta đang sống trong thế giới như thế nào." Ngoài những vấn đề bên ngoài trên, vốn phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của ông Zelensky. Đây cũng có thể là một năm khó khăn đối với nội bộ chính quyền của ông Mặc dù vẫn giành được tỷ lệ tiến nhiệm cao của người dân, nhưng ông Zelensky hiện không còn được coi chính trị gia bất khả chiến bại và sự cạnh tranh chính trị đang quay trở lại Ukraine. Trong diễn biến có liên quan, trước đó trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Zelensky nói rằng một trong những mục tiêu của Ukraine trong năm 2024 là tiếp nối những thành công của chúng tôi trên biển đen. Ông Zelensky nói, chúng tôi sẽ làm điều đó, tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết, nhưng họ, Nga, sẽ nhận được một số điều bất ngờ, điều đó rất quan trọng. Nói về việc đạt được thành công trên chiến trường vào năm 2024, Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine phải suy nghĩ nghiêm túc về cuộc phản công của mình. Mặc dù ông thừa nhận để làm như vậy có thể bao gồm việc tiến công chậm rãi. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, nếu chúng tôi mất binh sĩ, chúng tôi sẽ mất tất cả. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga trên bán đảo Crimea trong những tháng gần đây, tiến hành nhiều cuộc tấn công thành công vào hạm đội biển đen của Nga, bằng cách sử dụng máy bay không người lái UAV và các xuồng không người lái mang theo chất nổ. Lực lượng Ukraine tuyên bố vô hiệu hóa hơn 30% số tàu chiến của hạm đội biển đen Nga kể từ khi bắt đầu xung đột. Ukraine đã phá hủy một tàu ngầm lớp Kilo của Nga, cũng như làm hư hại một số tàu đổ bộ của Moscow, như Min, Saratov và Olenogorsky Goniak. Trong khoảng thời gian đầu của cuộc xung đột, xoáy hạm Moscow của hạm đội biển đen đã bị phá hủy. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant ước tính Nga đã mất 20% số tàu trong hạm đội Biển Đen trong vòng 4 tháng. Gần đây nhất, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã phối hợp với các lực lượng khác của quân đội để phá hủy tàu đổ bộ cỡ lớn Sersa Kunikov thuộc hạm đội Biển Đen của Nga. Nga được cho là đã di rời một số tàu ở Biển Đen từ bán đảo Crimea đến căn cứ Novorossiysk ở khu vực Krasnodar của Nga, cách xa bờ biển Ukraine. Tờ New York Times cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns vừa qua đã bí mật thăm Ukraine, chuyến thăm nhằm chấn an giới lãnh đạo Ukraine trong trường hợp Hạ viện Mỹ không phê duyệt nguồn tài trợ bổ sung cho Kiev. Trên thực tế, Quốc hội Mỹ đã không thể phê duyệt nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine kể từ tháng 10 năm 2023. Trong thời gian này, Mỹ đình chỉ cung cấp vũ khí và đạn dược, bao gồm cả đạn pháo cho Kiev cuối năm ngoái, trong khi nguồn cung của Liên minh châu Âu-EU không đáp ứng được nhu cầu của Ukraine. Đây là chuyến thăm Ukraine thứ 10 của ông Burns kể từ khi xung đột nga-Ukraine bùng phát. Chính quyền Mỹ và Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. Nói về chuyến thăm Kyiv của ông Burns, một phát ngôn viên của CIA cho biết: "Chúng tôi đã thể hiện cam kết rõ ràng với Ukraine trong nhiều năm và chuyến thăm này là một tín hiệu mạnh mẽ khác cho thấy cam kết của Mỹ sẽ tiếp tục". Theo tờ New York Times quan hệ hợp tác giữa CIA và cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine DIU bắt đầu vào cuối tháng 2 năm 2014. Đến khoảng năm 2016, CIA được cho là bắt đầu huấn luyện một đơn vị tinh nhuệ của Ukraine có tên là đơn vị 2245, có nhiệm vụ thu giữ máy bay không người lái và thiết bị liên lạc của Nga để các kỹ thuật viên CIA thu thập dữ liệu và bẻ khóa hệ thống mã hóa của Moscow. Tờ New York Times tiết lộ, một trong những sĩ quan của đơn vị này hiện là người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia Ukraine Kirill Budanov. CIA cũng giúp đào tạo một thế hệ điệp viên Ukraine mới làm việc ở Nga và trên khắp châu Âu, cũng như những nơi mà người Nga có sự hiện diện đáng kể. Tờ New York Times cũng lưu ý rằng, dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, sự hợp tác của CIA và DIU đã mở rộng sang các chương trình đào tạo chuyên biệt hơn và xây dựng thêm căn cứ bí mật mối quan hệ này thành công đến mức cia muốn nhân rộng nó với các cơ quan tình báo châu âu khác có chung mục tiêu đối trọng nga moscow nhiều lần chỉ ra những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia đến từ các hoạt động gia tăng của mỹ trên lãnh thổ ukraine và tham vọng của kiev trong nato nga đề cập nhu cầu đảm bảo an ninh là một trong những lý do khiến nước này tiến hành hoạt động quân sự ở ukraine tuy nhiên gần đây với sự chậm trễ trong việc phê duyệt gói viện trợ của mỹ giới chức tình báo ukraine đã hỏi các đồng nghiệp mỹ rằng washington có bỏ rơi họ hay không